Giờ đây là cái khu dự án của mình. Cái khu này cái mặt ngoài. Và bên trong là đây là cái khu nhà phố. Nhà phố bên đây là đã bàn giao rồi nè. Lúc trước thì có những cái lô đất là người ta chưa có xây dựng, nhưng mà bây giờ bắt đầu xây dựng, tại vì bây giờ là đã deadline rồi. Còn đây là phía trước dự án cái S1. S1 gồm có A1, A2. Giờ đã mở bán cách đây một tuần lễ. Giờ đang xây dựng. Cái đơn vị xây dựng là Hòa Bình. Nhà thầu khá là uy tín, nằm trong top 3 của nhà thầu xây dựng của Việt Nam mình. À, cái hầm là đã xong rồi, thì hiện bây giờ lên tầng là được lên tới tầng 2 rồi. Đây là khu bên trong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái đường từ dự án qua khu Phú Mỹ Hưng sẽ như thế nào, có bao xa. Anh chị hãy theo dõi nha. Đây từ dự án của mình qua khu Phú Mỹ Hưng, đường Phú Thuận. Đây là cầu Phú Thuận nè. Chỉ là qua vài bước chân là chúng ta đã qua tới khu Phú Mỹ Hưng rồi. Khu mà đây là cái trung tâm tài chính của Phú Mỹ Hưng nha, chứ không phải là khu phê nghiệp, mé nghiệp Phú Mỹ Hưng đâu. Đây là cái con kênh rất là lớn nè. Nước đây là nước chảy thường xuyên chứ không phải là nước đọng lại. Đây là khu Phú Mỹ Hưng rồi. Tất cả các tiện ích của Phú Mỹ Hưng thì Sunshine City Sài Gòn đều có thể sử dụng được. Đây chúng ta đi theo cái trục đường này ta xem như thế nào. Ta xem cái tiện ích Sunshine City Sài Gòn gần những cái vị trí đặc điểm nào. Đây chính là gần ban quản lý khu Nam. Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7, gần tập hợp tất cả các khu hành chính của quận 7 nằm ngay chỗ này. Nên chúng ta không có đi đâu xa. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận 7. Và đặc biệt quan trọng nhất là cái trung tâm hội chợ triển lãm SCTC quận 7 nằm ở đây. Cái nơi này chúng ta sẽ thường hay lui tới nè. Hầu như ai cũng thường hay lui tới cái chỗ này. Ibis. Rất là đẹp ha, cái đây cái tòa nhà văn phòng vừa mới hoàn thiện là ở đây. Nhìn trông rất là hiện đại. Và Phú Mỹ Hưng đặc biệt là không có nhà rất là cao tầng, chỉ khoảng bao nhiêu đây đổ lại thôi. Trung tâm hội chợ triển lãm này là thường xuyên, hầu như tuần nào cũng có. Tập trung những cái tập đoàn lớn, Manulife, Vinamilk cũng ở đây, những cái đại bản doanh của các công ty lớn.
tiếng ga rộng. Nói các anh chị, đây chính là cái trung tâm của quận 7 rồi. Sát bên trung tâm chúng ta phân biệt là Sunshine City Sài Gòn với khu Phú Mỹ Hưng, thì chúng ta cũng có thể sử dụng hết tất cả những tiện ích của bên đây. Các anh chị nào hiện quan tâm dự án Sunshine City Sài Gòn của Sunshine Group, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0979 676655. Mình cũng sử dụng số điện thoại này cho Viber, Zalo, Telegram. Các anh chị cứ liên hệ với mình để được tìm hiểu thông tin về các dự án nha. Và các dự án mình cũng có các dự án ở quận 2, quận 7, Nhà Bè, quận 9. Hãy subscribe cái kênh YouTube của mình để theo dõi các video clip tiếp theo về các dự án hạ tầng của Sài Gòn ở các quận trung tâm và quận 2, quận 9 cũng vậy. Số điện thoại của mình là 0979 676655. Chúc anh chị có một cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.